đem lòng yêu chàng trai khuyết tật bẩm sinh, cô gái 16 tuổi có cái kết bất ngờ sau 15 năm chung sống. Tưởng chừng sẽ là một quyết định dại dột bởi tình cảm năm 16 tuổi của cô gái chưa thực sự đủ chín chắn để tính chuyện tương lai. Tuy nhiên, đâu ai ngờ rằng cô gái lại có cái kết viên mãn với ông chú giờ là nhà vô địch cử tạ thế giới. Câu chuyện bắt đầu kể từ khi chị Chu Thị Tám từ quê Nghệ An vào làm công nhân may ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về phía ông chú khuyết tật Lê Văn Công, lúc đó vừa bén duyên với bộ môn cử tạ chưa lâu và đang theo học nghề điện tử. Thời điểm hai người có duyên gặp nhau và nảy sinh tình cảm vào một lần đi chơi chung cùng nhóm bạn, chị Tám mới 16 tuổi. Lúc tình cảm mới chớm nở, anh Công sang phòng trọ nơi chị Tám tạm trú để trò chuyện một lúc rồi đi về. Chú cũng chẳng dám mời bạn gái đi uống nước hay đi ăn, đi chơi đâu khác. Nguyên nhân là vì anh Công bị khuyết tật hai chân từ khi lọt lòng do mẹ anh khi mang thai không may mắc bệnh sốt xuất huyết nặng. Chính vì thế, để vượt qua mặc cảm về cơ thể, đối diện với một người con gái lành lặn như chị Tám là điều thật sự rất khó khăn. Còn phần chị Tám, 16 tuổi lại chưa từng yêu ai, chưa hiểu biết sự đời nên chị cũng có sự dè chừng nhất định với người khác giới. Điều khiến chị cảm mến nhất ở anh Công đó là anh rất hiền lành và tôn trọng chị, đặc biệt là biết luôn giữ ranh giới an toàn cho chị. Vun đắp tình cảm đã khó, cả hai còn gặp phải rào cản lớn nhất đó chính là gia đình. Khi hai con mình phải lòng một ông chú khuyết tật, chưa có công danh hay sự nghiệp ổn định, gia đình đã ra sức ngăn cản quyết liệt, chỉ có một mình mẹ chị với linh cảm của một người phụ nữ từng trải và thấu hiểu con gái nên đã đồng ý tình yêu này. Chị Tám cũng tiết lộ rằng 7 người anh chị lớn trong nhà cũng không ngừng tạo áp lực mong em gái thay đổi quyết định. Thậm chí, để ngăn chặn tình yêu bồng bột tuổi 16 của em mình, anh chị em đã đến bắt chị Tám đưa về nhà. SIM điện thoại và địa chỉ có thể liên lạc với anh Công cũng bị ép buộc để lại Sài Gòn. Vậy mà duyên trời đã định, anh Công quyết tâm mọi cách, dò hỏi khắp nơi để có địa chỉ gửi thư, bày tỏ nhớ thương ra giết với chị Tám. Sau đó anh bắt xe từ Hà Tĩnh ra Nghệ An để xin cưới. Chị Tám kể lại với phóng viên Phụ Nữ Số, lúc ấy mình vừa vui vừa sợ. Thấy anh ngồi nói chuyện với bố mẹ đĩnh đạc, thẳng thắn, mình cũng nghĩ có phần yên tâm hơn. Bố mẹ rất hiền, khách đến là đón tiếp, bảo anh ở lại nghỉ ngơi, hôm sau làm cơm mời anh ăn rồi mới nói chuyện. Các anh, các chị của mình cũng tụ tập đông đủ, bố căng thẳng lắm vì sợ con gái sẽ khổ, không muốn gả đâu. Còn mẹ và một số anh chị lại là đồng minh của hai đứa, nói vun vào. Lúc này mình tuyên bố, nếu không cho lấy anh Công, con sẽ ở vậy không lấy chồng luôn. Con đã lựa chọn rồi, sướng khổ sao cũng mình con tự chịu, không phiền hà đến gia đình. Cuối cùng mọi sự nỗ lực của anh Công cũng được đền đáp bằng một cái gật đầu của bố chị Tám. Ngay lập tức, anh Công đã vội vã gọi điện về cho bố mẹ để chuẩn bị lễ vật đón con dâu. Lúc này ông bà còn tưởng là anh đùa, và rồi cũng tới ngày người con gái 16 tuổi năm ấy lên xe hoa khi vừa tròn 18. Chị kể, khi hạ sinh và chứng kiến con trai đầu khỏe mạnh, đầy đủ tay chân chào đời, anh Công đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Thấy được tình cha vô bờ bến chất chứa trong ông xã nên chị Tám đã để con ở với bố và đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, đây lại là một điều không dễ dàng gì bởi anh Công với đôi vai chấn thương phải chăm đứa trẻ 10 tháng tuổi trong phòng trọ 10m². Nhưng thời gian đầu, anh bắt đầu tập quen dần với việc nhà và chăm sóc được cho con trai mình. Trở lại sự bén duyên của anh Lê Văn Công với bộ môn cử tạ, khi vào Sài Gòn, anh đã tham gia câu lạc bộ hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. Lúc theo dõi cuộc thi Asia Paragame tổ chức tại Hà Nội trên TV, thấy các vận động viên khuyết tật thi cử tạ, anh bỗng ước mơ một ngày mình cũng được như vậy. Để nuôi dưỡng ước mơ ấy, anh Công đã không ngừng nỗ lực tập luyện từng ngày và cuối cùng anh đã thành công thực hiện hóa mong ước đời mình. Ngày 23 tháng 8 vừa qua, anh Công xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân 49kg tại giải cử tạ người khuyết tật vô địch thế giới 2023 tại Dubai. Anh cũng là vận động viên cử tạ khuyết tật Việt Nam đầu tiên đạt huy chương vàng Paralympic, đồng thời lập kỷ lục thế giới trong môn cử tạ dành cho người khuyết tật tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016. Hiện tại, lực sĩ Lê Văn Công đang nắm giữ là kỷ lục thế giới với trọng lượng tạ 183,5kg thiết lập từ năm 2017. Trước đó, anh cũng lập kỷ lục thế giới năm 2014.